Tối ngày 14 tháng 11, đông đảo thực khách đã đến nhà văn hóa thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để thưởng thức các món ăn hấp dẫn trong đêm khai mạc liên hoan ẩm thực món ngon các nước năm 2019 do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức. Với chủ đề Việt Nam bếp ăn của thế giới, liên hoan ẩm thực món ngon các nước năm 2019 quy tụ hơn 50 gian hàng giới thiệu các nền ẩm thực đặc sắc của nhiều quốc gia trên thế giới từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, mang đến cơ hội trải nghiệm cho thực khách trong nước và quốc tế. Qua 13 năm tổ chức, liên hoan đã thu hút từ hơn 300.000 lượt người tham dự mỗi năm. Ở kỳ tổ chức này, sự kiện sẽ tiếp tục mang đến bầu không khí trẻ trung, năng động và cởi mở cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực và văn hóa không biên giới. Đông mà hôm nay em thấy đông, bán được nhiều á chị. Mang tới là bánh cuốn Tây Sơn, đó là đặc sản ở Bình Định á chị. Dạ. Thì cái món này là cái món hồi xưa các vua Quang Trung mang đi ăn. Đấy, món ăn đây rất là đa dạng, phong phú, của Việt, nhiều nhất là của Việt Nam của mình, đủ các vùng miền từ Bắc Nam, rồi đến các món ăn của các nước bạn, là Thái Lan, Hàn Quốc, nữa thì chất lượng rất là ngon. Mình đã ăn món thịt nướng, cơm lam, rồi món của Thái Lan và đủ đồ Thái Lan. Rồi các nước, hai nước và cảm thấy là rất là hài lòng. Nãy giờ mình đến đây từ lúc 5:30 cho đây mình cũng tham dự tất cả các cái chương trình mình nãy giờ và chưa lần lễ khai mạc rất là hoành tráng, rất là vui khi có ca sĩ. Điểm đặc biệt của liên hoan lần thứ 14 năm nay là tổ chức sân chơi cho các đầu bếp chuyên nghiệp. Liên hoan bếp trưởng khách sạn 5 sao sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 11. Liên hoan ẩm thực món ngon các nước năm 2019 sẽ kéo dài đến hết ngày 17 tháng 11. Trong suốt 4 ngày diễn ra liên hoan, sẽ có những chuỗi hoạt động ẩm thực độc đáo, cũng như trình diễn pha chế từ các đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.